Mình ơi. Ủa đi đâu giờ này vậy? Em về nhà tía má. Mình nhớ tía má hả? Hồi chiều má có qua đây, má nói là tía đang bệnh nặng lắm. Không được, để tôi vô soạn đồ rồi tôi bồng con nhỏ về. Em về một mình thôi mình. Sao về mình? Chứ em ở với mình em được cái gì? Hồi chiều má hỏi em cái câu y thinh này đó. Mình đi rồi, con mình sao? Mình thương con giùm em nha, chứ tía má không có chịu nhận cháu ngoại. Em xin lỗi, mình tha lỗi cho em mình ơi. Em cho em đi. Đừng mà, đừng đi mà. Và em cách anh con sông dặm, nhìn về bên đó xuyên sao ngày đêm. Nhà anh ngó qua con sông dặm, thập thò nhìn sáng lén lén tìm nhau. Nhớ anh câu hò đưa đầy, kẻ tình mình sang thăm. Chờ anh nói lên câu chung tình, mà quay năm tháng tháng năm lần. Người ơi nói sao cho em tường, vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay. Lấy chi khai trầu mâm rượu, thiên hạ cười chê ta. Thương con chút sang sông, mà xót xa cho phần má hồng. Đau như kẻ si tình, ôm dáng cờ một mình lặng thinh. Thương con chốt sang sông, đã bước đi vắng đằng quay về. Em như nước sôi dòng, không trở lại bên lòng chờ mong. Đừng đi. Em nhớ bao tháng ngày, ta đắm say sum dày. Hẹn một đời bên nhau, em nỡ quên câu thề, như ta chưa hề luyến lưu tình duyên. Người ơi trách anh khô nghèo, là phần mồ côi trắng đôi bàn tay. Dù bao đớn đau trong lòng, nhìn người quay lưng khuất theo dòng sông. Em bước đi theo chồng, trên tay đắng cay bờ môi. Thương con chốt sang sông, mà xót xa cho phần má hồng. Đau như kẻ si tình, ôm dáng cờ một mình lặng thinh. Con chốt sang sông, đã bước đi chẳng đặng quay về. Em như nước xuôi dòng, không trở lại bến lòng chờ mong. Nhìn người bên sông, lòng anh đau nhói. Trở lại bến lòng chờ mong.
Làm gì đó con? Tía. Hả? Không ấy mời á, con chở tía ra chợ huyện nha. Ủa con chi vậy? Để tía khám mắt. Ủa, mắt tía bị gì hả? Chứ con đương giặt đồ tía hỏi con làm gì là sao tía? Trời đất ơi, móc họng là giỏi hả? Giỏi thì qua đây quánh cờ với tía nè. Mệt tía quá à, mới ra xíu à. Đánh miếng đi. Đâu con coi coi, tía đánh gì? Ừ, cờ thế nè, giờ điên chốt này qua anh đây. Đập nha. Ê, khoan. Thôi, tía đi lại được không? Coi gì vậy? Đâu nè, nó ăn đi. Hey. Mắt con tượng. Ủa? Trứng mà khôn hơn vịt thà mày. Nè, giờ đi sao? Nha. Dạ, con chơi cờ vui ha. Nha. Dạ. Vô trong pha bình trà cho tía. Dạ. Anh khỏe không anh Tư? Chưa có chết. Tôi có chuyện muốn nói với anh cái nè. Nói đi tôi nghe. Anh sao á? Mười mấy năm nay y chang vậy à? Đó giờ tôi sống vậy, quen rồi. Anh quen vậy còn con gái làm sao? Hỏi vậy mà hỏi được. Ủa sao hỏi không được? Con Nhã đó là con gái ruột của tôi mà. Hả? Con gái bà? Ừ. Ủa vậy chứ cái đêm mà bà bỏ đi con gái bà nó khóc ngoe ngoe nó đòi mẹ đó, sao lúc đó bà không nghĩ gì? Hả? Ừ thì lúc đó tôi sai. Nếu như ngày xưa tôi ở lại với anh thì tôi được cái gì hả anh? Đây nè, con gái ra đây. Anh nhìn coi. Anh nhìn đi. Có tay chân đứa con gái nào mà chai sần chai cục như vậy không? Hả? Hôm nay má quyết định rồi, má đưa con đi luôn. Đi, lẹ lên trễ rồi. Dạ con cảm ơn. Con sống vậy con quen rồi. Cái gì vậy Nhã? Con gái nghe má nói nè. Vậy lâu về dài thì sao hả con? Rồi tương lai của con sao hả Nhã? Con không nghĩ tới hả? Anh Tư, anh nói với Nhã giùm tôi một tiếng đi anh Tư. Anh thua cái bà thờ ra mà nói chuyện với tôi đi. Má, má làm ơn má đi về giùm tôi đi. Còn về nói... nhà của má, má đi dạ. Về giùm tôi. Má đi về giùm tôi đi, má đừng có phiền gì tới cuộc sống cha con tôi nữa nha. Nhã, không có hổn, qua tìm hiểu. Theo má con đi, lên trên Sài Gòn á, rồi lo cho cuộc đời mình. Con đi đâu đó? Ở đây với tía à? Đừng có lì. Đi. Đi. Con đi mà tía. Tía đừng có đuổi con. Đi, đi lên. Không. Đi. Đi. Tía. Đi. Tía. Đi. Lẹ lên. Ủa con chốt đâu rồi ta? Nhã à, mày ăn con chốt của tía rồi mày bỏ ở đâu rồi Nhã? Nhã. Chốt qua sông rồi không trở lại. Vẫn lòng Thank you.
Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thờ tiết hạnh làm câu trao mình. Tía, tía uống thuốc nè tía. Tía ơi, tía, đừng uống rượu nữa mà tía. Tía uống thuốc đi tía. Tía để con làm cho tía. Tía ơi, tía đừng uống rượu nữa mà tía. Tía uống chén thuốc cuối này đi, rồi con ráng, con ráng làm kiếm tiền, con mua thuốc cho tía uống nghe tía. Tía thương con, tía uống đi tía. Tía, tía ơi, xin lỗi tía. Ra ngoài kia mà nghe thiên hạ người ta nói đồ con gái, có gái hư. Tía ơi, tía ơi, tía cho tụi con thêm thời gian nữa đi tía. Anh hứa là anh quay về, anh cưới con. Nó đi biển biệt mấy tháng trời mà mày bắt đi chờ, chờ cho đến khi tao xuống mồ mày mới sáng mắt ra hả con? Em Hương, bây giờ có ai thèm mua hàng chiếu của em nữa đâu. Thôi nghe lời chị, bây giờ em không thương em thì em cũng phải thương tía em, rồi còn con em nữa. Sau này em sanh nó ra rồi em nuôi sao? Cứ cầm mớ thuốc này về lo cho tía đi, rồi qua bên chị. Cùng lắm thì em cũng chỉ ca hát mua vui cho người ta, có mất mát cái gì đâu. Chị hứa không có làm cái gì bậy hết. Sao xuyên bên sông xuôi con nước ngược dòng, mây mùa trổ bóng thương cây khế đời trong. Có người ra đi bỏ quên lời hẹn ước, để ai một mình thui thủi ánh trăng. Sao bay lạc đang thở
sáng sớm tối, ngựa ô kiệu giang lạc lối về dinh, câu hát nào nề, gió thổi năm canh, nghe đàn ai xuống xề tình dở dang, dở dang hẹn thề. Ơi chàng sông tháng vắng thở dài, xóm nhỏ mưa giông, em ngồi đây chờ mong bóng hình đời hẩm hiu cái một mình. Sông tháng vắng thở dài, xóm nhỏ mưa giông, em ngồi đây chờ mong bóng hình đời hẩm hiu cái một mình. Ơi chàng nói nghe nè. Buông ra. Sao vậy? Anh Bảo. Ủa sao em lại có mặt ở đây? Bộ em làm đạo ở đây hả? Dạ không anh ơi, em chỉ tới đây em hát sướng mùa vui cho người ta thôi. Em không làm gì bậy hết. Em cần tiền. Tía bệnh nặng lắm, anh đừng có hiểu lầm em. Ủa mà sao anh cũng ở đây? Thì anh có hẹn gặp khách ở đây. Anh đi anh không về. Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Anh có biết là Anh biết hết á. Nhưng mà em phải hiểu là anh còn nhiều công chuyện lắm. Đã nhiều lần anh tính về thăm em rồi, nhưng hôm nay được gặp em ở đây anh mừng lắm. Em khỏe hơn thường. Em khỏe hơn quá. Nói chung là em khỏe hơn. Anh gọi tôi là gì? Anh gọi em là... Anh gọi em là gì? Thí dụ người ta không nhớ thì mình nhắc đi, hỏi khó làm gì? Tiếng ơi. Tiếng ơi. Anh buông em ra. Em nè, cho chú kia. Buông em ra. Em có chuyện. Cứu con. Anh không đổ người ta vậy. Buông ra. Quá
sao mày có mặt ở đây? Mày muốn làm điểm mặt cho Phong mày mới vừa lòng hay sao? Ông Di ơi, đi về ông ngay ơi. Đi về ông Di. Cậu Bảo à? À, nhớ rồi, tên Hương. Ủa bác, sao mà bác để cho em Hương tới luôn ở chỗ này chi vậy bác? Cậu có biết là... Tôi biết hết á. Các người lừa tôi. Lúc tôi tới thăm nhà bác, tôi thấy gia cảnh đàng hoàng, không có mẹ thì còn cha dạy dỗ, chứ có đâu cũng chỉ là cái phường. Ông Gia, mày nói cái gì vậy? Mày dập không? Tía ơi, tía buồn đi, tía ơi, tía. Tía ơi, anh làm cái gì hả? Em coi anh không? Làm cái gì vậy? Tránh ra. Anh à. Có vẻ như cặp đấu này, hai thí sinh chúng ta đã lựa chọn những câu chuyện đầy cảm xúc để đối đầu với nhau. Ý tưởng từ đâu mà bạn đã dàn dựng và làm nên tiết mục này đây? Ý tưởng là của đạo diễn Ngọc Duyên. Đạo diễn Ngọc Duyên rất là tâm đắc cái ca khúc này, cho nên là cái áp lực đè lên em nó còn nặng hơn nữa. Khi mà em cất giọng hát lên là chị Trang đã bị thuyết phục rồi. Thì khi mà bắt đầu mà anh chàng Bảo xuất hiện thì em đã thay đổi cái trạng thái của em khác hoàn toàn luôn. Kiểu như là em nhập vai vô liền luôn. Em diễn quá xuất sắc. Mà hôm nay chị xem em diễn cái vai này thì phải nói là chị phục em. Bởi vì cái tâm lý của nhân vật của em đi nó như một cái sâu chuỗi á, nó không có bị dư thừa một chút xíu nào hết. Lúc mà em hát nhạc buồn mà em hát em lại nhảy theo các bạn, cái đó rất là khó nha, nên là em làm được điều đó đã thuyết phục được anh. Có một cái chi tiết mà anh nghĩ anh Đại sẽ thích, tại vì đã có mòn là thay đổi phục trang tại sân khấu bằng cái tâm lý mà anh Đại đã từng nhắc cái tiết mục trước đó, thấy được là nhân vật thay đổi ngay trong cái phần diễn của mình luôn để lột tả cái cảm xúc. Cái đoạn mà xuất sắc là em diễn với đứa con của em á. Con của con tía ơi, trời ơi. Nếu mà em không có sự tưởng tượng em diễn không ra được, rất là khó diễn. Thật sự hôm nay anh bị thuyết phục bởi cái nét diễn của em. Nó đẩy cảm xúc của người xem lên rất là nhiều. Cái câu đắt nhất là Bảo ơi, mày giết cô của mày thôi. Cộng với tất cả cái phần đó, nó mới làm cho cái cậu này thay đổi được. Có nghĩa là tụi em đã thuyết phục được cái nhân vật của mình. Anh là cái người luôn luôn muốn một cái tác phẩm nó có hậu, nhất là công việc làm truyền hình. Anh không muốn nó cái kết mà cái nhân vật mà ác á, họ đứng họ cười. Ở đây thì cũng có thể nào trả giá về chính cái đứa con của anh đó, đúng không? Dù sao gói ghém ở trong một cái tiết mục như vậy thì tụi em làm rất là xuất sắc. Và đặc biệt anh thích cái đoạn mà múa cùng với vũ đoàn mà buông cái quạt á. Cái quạt nó lủng lẳng, trời ơi, nó cho người xem một cái cảm giác thật sự đau cho cái nhân vật. Hôm nay thì anh thích cái phần diễn một, thì cái phần hát anh lại càng thích hơn nữa. Chúc mừng em có một tiết mục xuất sắc. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm thấy cũng còn có một chút sơ suất nhỏ cái lúc mà em bị bắp té. Cái đó bắp bớ anh nghĩ là hay ấy nha. Nhưng mà cái hay của em bắp mà em vẫn còn diễn chứ. Đúng rồi, hay chỗ đó. Chúc mừng cho Thiên Hương đã hoàn thành phần dự thi của mình. Ở tập sau bạn sẽ còn phải đối đầu với một nghệ sĩ nữa. Hãy chuẩn bị thật kỹ và mang đến những phần dự thi xuất sắc hơn nữa nha. Chúc mừng Thiên Hương.
Ra đây biểu coi. Đi đâu cả tuần nay vậy? Nè. Nữa hả? Không, lá dưa bông thiệt đó. Chị nói với em á là đi tìm lá dưa bông cho chị, nhưng mà ở trong xóm mình không có, em phải bơi xuồng qua tới bên còn á. Em tìm dữ lắm, hỏi người ta chỉ. Lá này lá dưa bông nè. Lần này chị nhã thua em rồi. Ừ. Tuần sau tôi đi lấy chồng rồi. Chị lấy cho ai? Tôi lấy anh Đằng, con bà Hai Thành tiệm vàng ở trên thị trấn á. Thì có thương người ta không mà? Thì ba má thương là được rồi, cần chi tôi thương người ta? Không thương sao chị lấy? Mai mốt quá, vàng kiếm cái nghề gì vàng học đi, đừng đi chăn trâu mướn cho người ta nữa. Tôi đi về nghe. Nhã, tôi không phải lá diêu bông đâu, lá dương á. Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang sâu lũy tre làng, khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê một lối có về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu trái mùa rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng thanh tác gầu sông vui bên anh. Dù em thời con gái kiêu sa, em đố ai tìm được lá diêu bông. Em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi, đi tìm lá cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Vàng, Vàng khỏe. Khỏe không? Tôi khỏe. Nay tôi về đám giỗ của má. À đúng rồi, dạo này Nhã sống làm sao? Tôi sống hạnh phúc lắm. Vàng sao rồi? Tôi nghe lời Nhã, tôi đi học nghề mộc, rồi cái tôi làm thợ chính ở trên Vĩnh Long á. Thiệt hả? Rồi vợ con gì chưa? Chưa. Tại vì... Ai vậy Nhã?
chồng tôi. À, chào anh. Mày là ai? Em của em á mình. Hồi xưa chăn trâu mướn cho nhà em. Ừ. Nói chuyện xong chưa? Dạ xong rồi. Về. Dạ. Buông ra. Buông ra. Tao nói buông ra. Mày. Mày muốn gì? Mày muốn gì hả? Mày ơi. Em xin mệnh luôn mệnh. Quỳ xuống. Tao kêu mày quỳ xuống. Ngày hôm nay ngày gì? Đâm vỗ mẹ mày. Mày ra đây mày đu đợn với trai. Có tao ở đây mà. Muốn nói chuyện phải không? Nói. Nói. Nói đi. Hạnh phúc là như vậy sao? Nhã. Nhã. Hạnh phúc là như vậy sao? Là như vậy sao hả Nhã? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi thương em mà. Em biểu tôi đi tìm lá diêu băng. Sao em không chờ tôi? Tôi thương vàng, nhưng đó không phải là tình yêu. Làm gì để lời ru thêm buồn? Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng thanh tác gầu sòng vui bên anh. Dù em thời con gái kiêu sa, em đố ai tìm đường lá diêu bông. Em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa rồi, mình tôi lang thang muôn nơi, đi tìm lá cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm đường lá diêu bông. Sao em nỡ vội lấy chồng? Dù em thời con gái hay quên, diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng? Thank you.
Ê, sao về đây sông nước hữu tình vui không? Dạ vui chú. Về đây phong cảnh ở đây nhìn thích lắm chú. Ôi, bày nói vậy chứ bày ở ngày hai ngày thấy vui thấy thích, chứ ở lâu buồn lắm ha. Chú nói vậy chứ, chú mà cho con ở một tháng hai tháng con cũng ở nữa. Vậy hả? Dạ, công nhận sông ở đây nước mát dễ sợ luôn đó chú. Ừ, sông quê mà con. Nè, nói con nghe nha, rượu ở nhà nấu số 1 luôn. Con uống quá, được nhiều quá. Đó nha. Trời ơi, có rượu ngon thì phải có mùi bén chứ. À, thấy chưa, thấy đây, chưa. Đây, tôi có nướng còn cá lóc ngon lắm đó nha. Wow. Ôi, trời ơi, hết say luôn. Bà, vẽ cho nó. Ừ. Nói thiệt với cô chú, con ở trên thành phố á, là con đang làm đề tài nghiên cứu về âm nhạc dân tộc. Thầy con nói là muốn nghiên cứu về âm nhạc dân tộc á, là phải về tới đất Bạc Liêu tìm gặp cho được ông thầy Đờn Tư Hòa để thỉnh giáo. Hát cái dòng nhạc quê hương này á, không cần con phải dùng cái kỹ thuật gì mà nó sâu xa. Chỉ cần con đọc, con hiểu, con thấm, con nghĩ sao con hát vậy. Đọc, hiểu, thấm, hát từ trong ruột hát ra là đúng hả chú? Ừ, bây giờ nè, bà đi vô bà xách cái đờn ra đây cho tôi đờn cho nó hát. Ông Đờn. Ừ. Mày chết mày rồi con. Ủa? Ông Tư Hòa, ông Đờn là ông dạy mày là ông khó lắm. Gì vậy? Tao nghe ông khó tao mang dép ngược luôn nè. Chú Tư. Rồi. Chú dạ. Đờn cho con hát thiệt hả? Ừ, bây giờ về đi. Không ca không hát rồi nó buồn, hiểu không? Dạ. Rồi đó, nghe nó rồi. Đây, để cái này qua đây. Ha rượu ngon từng ngụm ấm nồng cái tình cái nghĩa tấm lòng thiết tha Bạc Liêu hoài cố lời ca con người chất phác con người chất phác thiệt thà lại dễ thương. Trong sông lúa mơn mòng hẹn những mùa vàng bội thu Bạc Liêu miền đất phương Nam sáng ngời tình yêu thủy chung chất ngấm trong ta tấm lòng ai thiên tha mong đợi tiếng ca mơ màng theo cung đàn dạ cố hoài lang trong
ganh hào chờ thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi con sông buồn tìm một dòng trôi. Bà ganh hào đón như chiếc gương, giờ tóc pha sương qua ganh hào tiếng một dần trăng. Lòng đây thế tha mong đời, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Hoài hào tiếc một dần được thôi con, ráng luyện thêm chút xíu nữa. Con không dám nghĩ có một ngày con sẽ được hát bài này. Con cảm ơn chú. Cảm ơn tôi nữa chứ, nhờ tôi đi thui con cá nó thơm ngon vậy, ăn vô nó thấm lên hát nó mới hay vậy đó. Đây là bản sắc văn hóa của dân tộc, hãy giữ gìn. Cảm ơn con. Bầu ra bờ sông ngắm trời đất mênh mông, trời cũng dương sầu nên trời làm cơn mưa đổ. Bầu thắm khăn khô trong đò đi về trăm hương, sợ mắt mình nhòe không kịp thấy người thương. Tía hỏi má trông suốt ngày bầu ra bờ sông, bầu phải dối lòng ra ngồi giặt đôi áo cũ, giặt áo tương tư một người đã lâu không về, một người đã quên câu thề lời thề phu thề. Dâu ơi, dạ. Ban ngày chưa nắng chang chang chị giặt đồ đi, để sụp tối xuống rồi giặt. Sáng giờ con mắt ướp mấy con cá khô á, con sợ nó ương. Bà làm hả? Nè lấy ăn đi. Ờ con vậy, nó đang ho đó, cho bánh chích dừa đi cho nó ho nữa. Nó quên ăn mặn đi. Mặn đi. Cảm ơn nha. Ghe mày mắc mới vừa neo đây hoài hả con? Con đậu đây đó giờ rồi. Con với ông Tùng á, hai người đi ghe về. Đập vô đó. Rồi xong hai người xà vô đây. Con xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Vì hai góp một xị đế. Còn cái bà lành á thì bỏ mấy con khô. Cái nguyên nhà mình bu vô nhau. Một, hai, ba. Vô. Vui vẻ gần chết. Hết vui. Gì vậy? Mày rất vui gì? Hả? Tự nhiên nhắc lại Tùng con tao chi, chứ để con dâu tao nó buồn kìa. Mà nhắc con cha này cũng tức nữa. Tự nhiên cái dòng ghe đi đâu á, rồi biệt tâm biệt tích luôn tới giờ. Không chừng vài bữa nửa tháng nó về đây giờ á. Vài bữa nửa tháng gì trời, 10 năm rồi không một ai biết. Không lẽ bây giờ con lặn xuống dưới sông con tìm cái xác anh Hồ. Mày định nói gì vậy? Xỉn vô nó tầm bay tầm ba không. Yeah.
uống miếng trà gừng đi. Ủa? Cho tỉnh rượu. Lành. Gì nữa? Bệnh hả? Tôi cảm mạo thôi, không có sao hết trơn á. À đó rồi. Gì vậy? Giọng hổ. Cái này tốt lắm. Nóng lắm. Hít đến giấc. Là không nóng hít. Mà không hửi. Cả chục năm rồi anh định sống vậy hoài sao? Ngày nào anh chưa về thì ngày đó tôi vẫn sẽ chờ. Lành à, buông tôi ra. Nói chuyện với Lành xíu không được sao? Tôi cũng chờ, nhưng bây giờ tôi không thể chờ một người phải chờ đợi một cái bóng vô vọng. Người còn không tìm thấy xác, giữ cái áo này lại làm cái gì? Cái tôi, cái tôi. Buông ra. Tôi. Buông ra. Buông ra. Ra bờ sông, ra bờ sông, buông trong mênh mang con nước đôi dòng. Thấy sao tình mình giờ cũng như lúc mình dài đây mai đó. Còn sống là còn lo. Ra bờ sông, ra bờ sông, buồn trong thương ai một dạ hai lòng. Nỡ xa phương nào tóc xanh phai màu. Đời người quá bầu. Ra bờ sông suốt thời gái lưng ông, giờ mắt đã mờ lưng cong vì mang thương nhớ. Bầu quần như bao nhiêu người con gái quê mình, giữ câu chung tình. Dù người vô con xin lỗi gì hai, con xin lỗi. Ba con cho ông sớm nhìn vô. Con là nó sống sao đây hả? Dạ. Mày, mày. Dạ, dạ. Tao giết mày. Tao giết mày. Dạ, dạ. Thôi mà má, con xin má, đừng mà má. Đi đi. Đi đi. Đừng nói gì nữa, đi đi. Lên thôi, lên. Lên thôi, đừng mà lên. Đi đi, đi đi. Dạc ơi, cái ghe của mày à, còn neo giờ ở đây được. Cuộc đời của mày đâu có thể neo giờ ở đây hoài được đâu con. Đi đi, đi kiếm bánh khác mà neo đi. Ông trời ơi, tôi đang làm gì với cuộc đời tôi vậy? Cho đừng hỏi một câu, người phụ nữ đẹp nhất khi nào? Người phụ nữ đẹp nhất khi họ được hạnh phúc. Và người phụ nữ mà chúng ta sẽ sắp gặp sau đây là một người phụ nữ đang rất hạnh phúc ạ, thưa quý vị. Bởi vì cô ấy vừa mới sanh em bé hơn 2 tháng thôi.
Và khi mà Tuyết Mai biết rằng là chương trình của mình là thi về những làn điệu dân ca về quê hương thì Tuyết Mai thích lắm, mê lắm. Mặc dù phụ nữ mới sanh xong thì chưa có được gọn gàng cho lắm, nhưng mà cổ nói là em không có ngại. Thậm chí Tuyết Mai rất là nhiệt tình từ việc chọn bài hát như thế nào để cho hợp với lại cái chủ đề của mình đưa ra, rồi làm nhạc rất là nhanh để có được một cái bản phối duyên ưng ý luôn. Và khi mà lên sàn tập thì thật sự là Mai không bị lỡ nhịp với vũ đoàn đâu. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Tuyết Mai. Tuyết Mai được khán giả biết đến qua những ca khúc Nửa Hồn Thương Đau, Vội Pha, Có Người Nói Về Anh và đạt giải quán quân tại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát năm 2020. Với giọng hát ngọt ngào, cảm xúc hòa cùng phong cách biểu diễn ấn tượng, liệu Tuyết Mai sẽ thể hiện mình như thế nào tại Đánh Thức Đam Mê phiên bản tình quê? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Tuổi bé thơ có lần em hỏi mẹ, quê hương là gì con chưa hiểu mẹ ơi. Mẹ mỉm cười dắt em ra bến nước, chỉ cho em một bức họa thiên thu, là cánh đồng bát ngát với bạn trâu, là xe ngựa với con thuyền trong nắng sớm. Rồi mẹ chỉ cách em đi bắt hến, đi chèo thuyền, leo đụn lúa cao cao, và chơi bùn tắm sông hay đánh trận. Mẹ bảo đó, con nhìn đi, báu vật là quê hương vĩnh cửu trong lòng con. Bây giờ đây con đã trở thành người mẹ, dạy cho con bài hát Tình Hoài Hương. Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vặn tiếng lúa đêm. Chờ chiều sáng tắm bóng nâu trên đường bước xuống lửa bếp nồng vòng tre non làn khói ấm hương thôi. Ai về về có nhớ nhớ cô mình chăng? Tôi về về tôi nhớ hàm răng răng cô mình cười hờ hờ. Ai về về muốn lấy miệng cười để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ. Trong lá những con trâu lành trên đồi nằm mộng gì chờ nghe tôi thổi khúc sáo trời vơi. Quê hương ơi tóc xương mẹ yêu dấu tiếng ru nỗi niềm thơ ấu,
em tựa mái đầu, ngồi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu. Tình hoài hương khói lam vương tâm hồn chìm xuống chiều xoay hương, sống vui trong mối tình muôn đường tình ngàn phương, biết yêu nhau như lòng đại dương. Người phiêu lãng nước mắt xuôi về miền quê lai lang, xa quê hương yêu quê hương, quê hương ơi. Thưa quý vị khán giả, trong số những ca khúc đa dạng về chủ đề và thể loại của nhạc sĩ Phạm Duy thì có một loạt ca khúc mà ông đã viết về quê hương, và những ca khúc này có âm hưởng dân ca và ông gọi đó chính là những bài dân ca mới. Trong số đó thì Tình Hoài Hương, ca khúc này đã từng được nổi tiếng qua tiếng hát của danh ca Thái Thanh, và ngày hôm nay thì Tình Hoài Hương đã được tái hiện trên sân khấu của Đánh Thức Đam Mê phiên bản Tình Quê qua giọng hát của ca sĩ Tuyết Mai. Riêng bản thân Nhật Trường cảm thấy rất thích bài hát này. Anh Vinh, anh cảm nhận như thế nào khi mà Tuyết Mai đã lựa chọn ca khúc này ạ? Với Mai thì anh có một sự khâm phục không hề nhẹ đối với Tuyết Mai. Thứ nhất là trên sân khấu anh thấy em cũng bay lượn, có khi là leo trèo nữa, và cái nhịp của em không thể múa như các bạn nhưng mà em hòa nhịp rất là tốt. Với tác phẩm này thì anh nghĩ dàn dựng như vậy là được. Ngày hôm nay nếu có nói một cái chút ở cái bài này thì cái sự gọi là chiều sâu và cái sự điềm đạm trong ca khúc, trong lời hát, thì hy vọng là tập sau nữa thì thấy một Tuyết Mai bùng nổ hơn. Còn ca khúc này với anh thì đã thỏa mãn. Chúc mừng Tuyết Mai. Dạ, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Cho Nhật Trường đến với chị Đông Đào ạ. Chị thấy thí sinh của chúng tôi năm nay sao ạ? Rõ ràng là Tuyết Mai làm đúng cái chủ đề mình, Đánh Thức Đam Mê. Cho chị hỏi là Tuyết Mai bao nhiêu lâu rồi bây giờ mới hát lại á? Thực ra thì trong suốt cái thời gian mà em bầu á là em vẫn hát, nhưng mà em chỉ hát tại phòng thu thôi, em vẫn thu âm. Em cũng vẫn cảm thấy rất là hừng hực, rất là muốn hát. Nên là khi mà cứ có những yêu cầu của nhạc sĩ hát bài hát mới hoặc gì đó thì em vẫn tham gia và vẫn hát. Đào cũng vậy thôi, đã từng ở trong cái niềm đam mê như vậy. Rõ ràng là cái thời gian mình vắng sân khấu đó mình nhớ lắm. Cho nên khi sanh được con rồi là có một cái lời mời, gần như mình không có từ chối, không có suy nghĩ luôn đó, không có đắn đo gì nữa. Cho nên Đào hiểu cảm giác của Tuyết Mai bây giờ. Cái khâm phục nữa của Đào là Tuyết Mai em rất là tự tin trên sân khấu, không có nghĩ rằng là mình mới sanh em bé. Ngồi trên cái cây tre đó mà rất là hồn nhiên, giống như là không có một cái gì để mà Tuyết Mai lo lắng, rất là chuyên nghiệp. Rõ ràng mình đã là cái người đi hát rồi nhưng mà Đào vẫn khen Tuyết Mai rất là nhiều ở vấn đề này. Tiếp theo nữa là cái bài hát Tình Hoài Hương rất là khó, trầm là rất là trầm và cao rất là cao, khoảng của Tuyết Mai rất là rộng, cho nên hát trầm nghe cũng rất rõ và lên cao nghe cũng rất là khỏe. Rất là thích tiết mục này, chỉ cần Tuyết Mai giữ phong độ này và những tiết mục sau của Tuyết Mai sáng tạo thêm nữa về trong cái tương tác với lại bạn diễn của mình nhiều hơn nữa thôi thì cố gắng giữ lửa nha. Mình tỏa sáng niềm đam mê, giống như đây là một chương trình đã đánh thức cái niềm đam mê của mình. Chúc mừng Tuyết Mai. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Đông Đào ạ. Và đối với giám khảo Mạnh Quỳnh thì bản hòa âm này như thế nào ạ? Và cả là giọng hát của Tuyết Mai trong ngày hôm nay thì sao đây? Chào mừng Tuyết Mai trở lại, và sẽ hy vọng là Tuyết Mai sẽ lợi hại hơn xưa. Mình rất là cảm phục cái can đảm và cũng như cái lòng đam mê nghệ thuật của Tuyết Mai. Nghe và phần nhìn thì đối với Mạnh Quỳnh nó là rất là hoàn hảo. Thì bây giờ ở đây thì Mạnh Quỳnh chỉ nói một cái câu duy nhất là chúc mừng cái phần trình diễn tốt đẹp của em, và anh mong rằng trên tiết mục sau đó cái sự diễn xuất của em cũng như những cái yếu tố khác sẽ mạnh mẽ hơn để cho khán thính giả thấy được khả năng của Tuyết Mai. Không những là một người ca sĩ giỏi về thanh nhạc, hát hay, mặt khác nữa là mình có thể mình diễn xuất, đưa cái tâm trạng của mình vào cho trong lòng khán thính giả. Anh Quỳnh đang chờ đợi cái phần tiếp theo. Em cảm ơn lời góp ý của anh ạ. Hy vọng là những tập sau em sẽ làm tốt hơn nữa. Nên là chị Tuyết Mai này, cố gắng lên nhé, đừng có ngại, có ý tưởng gì mình cứ buông xõa hết. Quý vị khán giả thân mến, tiếp nối chương trình, Nhật Trường xin được giới thiệu nam ca sĩ tiếp theo đến với Đánh Thức Đam Mê phiên bản Tình Quê, ca sĩ Huỳnh Thật. Chào anh.
Xin chào Nhật Trường. Hoàng Thật xin kính chào quý vị khán giả của chương trình. Dạ, yeah, đánh thức đam mê phiên bản tình quê cũng rất vui khi Huỳnh Thật đã nhận lời đến với chương trình. Mà lần đầu tiên thì anh được làm việc với chị Ngọc Duyên đúng không nè? Dạ đúng rồi. Thấy chị như sao anh? Nếu mà vừa tiếp cận với chị Duyên thì thực sự là có một cái gì đó hơi nghiêm nghị xíu. Nhưng khi mà làm việc chung rồi và qua cách trao đổi cũng như là bàn luận, chúng ta cảm thấy là cũng còn nghiêm nữa hả? À? đừng có bào chữa gì hết chị, cứ để anh nói bình thường dạ. Cũng ấm áp. Cảm ơn anh. Rồi, còn chị Duyên sao ạ? Mỗi khi mà chị làm việc với một nghệ sĩ mới, khi mà chị ra một ý tưởng cho bài mới thì chị có tiêu chí nào không? Thứ nhất là Duyên sẽ tìm chất liệu từ những thí sinh của Duyên. Thí dụ như là Duyên làm việc với lại ca sĩ Huỳnh Thật đi, thì đầu tiên là Duyên sẽ phải biết xem là cái màu của Huỳnh Thật như thế nào, và Duyên thử cho thêm những cái màu sắc khác mà mình muốn vào để xem là hai bên có thể hiểu ý nhau và có thể hòa hợp với nhau được hay không. Thì từ đó mới phát triển ra thịt những cái bản dựng khác. Yêu cầu của Duyên là mỗi ngày nó phải mỗi đặc sắc hơn và nó có cái nét riêng của từng người. Và bây giờ thì ngày hôm nay không biết là anh Huỳnh Thật sẽ mang tới tiết mục gì để đáp ứng yêu cầu tiêu chí của chị Ngọc Duyên đây. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Mẫn. Dạ. Nhạc phẩm Đàn Sáo Hậu Giang. Đàn Sáo Hậu Giang là một bài hát rất là rộn ràng đúng không? Nhiều tình cảm lắm. Mà em thấy anh Huỳnh Thật hơi hiền chị Duyên à. Chị phải làm sao để anh tưng bừng lên. Không, Huỳnh Thật là hiền thật luôn á. Ai, ngoài hiền. Cái hiền thật thì trên sân khấu chúng tôi cũng thấy có một cái duyên thật ở đây rồi. Nên là mọi người ơi, hãy cùng đến liền với Đàn Sáo Hậu Giang nhé. Huỳnh Thật nổi tiếng với những ca khúc trữ tình như Mật Đắng Tình Yêu, Đưa Em Vào Hạ. Huỳnh Thật tiếp tục đưa giọng hát hòa mình vào những bản tình quê thà thiết tại Đánh Thức Đam Mê Mùa 2. Thật hay, thật cháy nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Từ trên những rặng đông, con chim sao nó bay ra đồng. Theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa. Con chim sao nghe trong lòng bay bổng lời ca. Đời vui sao bài gọi bầy về miền Tây thăm đất Hậu Giang, thương câu hát để ru bao đời, thương cây lúa lớn nhanh theo người, dầm mưa dài nắng tươi xanh ruộng đồng đời vui. Nước trôi ngược dòng tình phù sa, tuy đục mà trong trong con nước nó trôi lạnh lùng, vinh quang chính nhánh sông quê mình, Cần Thơ gạo trắng nước trong là đây. Người con gái Hậu Giang xưa kia như cánh sao bay xa làng, nay như những đoá sen hồng bên dòng phù sa. Em yêu quý những con người đang giữ đất trời ta. Mùa xuân sang sao bay theo đàn vào mùa xuân, em hát vui mừng con vì nhau căng đôi hạt gạo, nhường cho nhau chiếc áo mặc ngày xuân, thương câu hát để ru
bao đời, thương cây lúa lớn nhanh theo người, dầm mưa dài nắng tươi xanh ruộng đồng đời vui, nước trôi ngược dòng tình phù sa, tuy đục mà trong trong con nước nó trôi lạnh lùng, vinh quang chính nhánh sông quê mình, Cần Thơ gạo trắng nước trong là đây. Chào Hậu Giang hôm nay, những con người phơi phới đang bay xa, dễ thương thật anh Vinh nha. Cái gì nó cũng mộc mạc, nó đơn giản lắm. Trong từng cái động tác anh ấy trình diễn cùng với vũ đoàn nè, cả là cái vẫy tay ở cuối bài nữa, nó cũng cứ vậy đó, dễ thương hiền hậu như thế. Khi mà Trường nghe anh Huỳnh Thật chia sẻ lúc trên sân khấu á, nhớ ngay tới anh Mạnh Quỳnh, tại vì hai người giống giống nhau ở cái điểm mà rất là hiền. Và khi mà anh Huỳnh Thật ảnh trình diễn thì em thấy anh Mạnh Quỳnh rất là đăm chiêu xem kỹ. Ủa, anh cảm nhận như thế nào ạ? Em mời anh ạ. Từ cái giọng hát, khuôn mặt cho tới cái cách diễn xuất của em, nó đi chung với lại cái tên của em, nó rất là thật. Là cách em diễn xuất rất là tự nhiên, mộc mạc. Thêm cái giọng của em nữa, em ca rất là chân phương mà nghe nó lạ lắm. Em ca cái chữ nào nó gọn chi nấy, rõ cái giọng miền Nam của em, nghe dễ thương lắm. Anh chúc mừng em, cái phần trình diễn của em rất là tốt. Hy vọng rằng em sẽ tiến xa hơn nữa trong vòng trong để tìm thêm một cái yếu tố mới nữa trong cái giọng ca của Quỳnh Thật. Ngoài bolero, em còn hát được những thể loại khác và trình diễn và cũng như là diễn xuất trong những tiết mục về sau. Chúc mừng em. Dạ, xin được cảm ơn anh. Chị Đông Đào ơi, chị có thích cái màu sắc này của Quỳnh Thật trong bài đầu tiên Chào Sân không ạ? Chào Quỳnh Thật. Dạ, em chào chị. Hương, ở em đó, em bao hàm nhiều yếu tố lắm. Gương mặt sáng sân khấu nè, em có một giọng hát ngọt ngào nè. Chỉ có duy nhất là em nên phân biệt những cái từ nó có dấu ô và không có dấu ô. Em cứ một dọc là chữ O hết. Từ trên những rặng đông, con chim sao nó bay ra đồng, theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa. Con chim sao nghe trong lòng bay bồng lời ca. Thấy chưa? Em chỉ cần ngã ô chút xíu là đông đồng, cái rồi qua con nước theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa. Con chim sáo nghe trong lòng bay bổng lời ca. Trong lòng bay bổng lời ca, những cái chính tả đó thực ra nó không phải là nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ để ý chút xíu nữa thì cái người nghe sẽ có một cái sự hài lòng hơn. Cho nên chị mong muốn ở em, một gương mặt Quỳnh Thật không bị trùng lập một ai hết, mà Quỳnh Thật phải có một cái riêng của Quỳnh Thật. Em chỉ cần bao hàm những cái đó nữa thì em tuyệt vời. Dạ, xin được cảm ơn giám khảo Đông Đào rất là nhiều ạ. Nghe được lời mời của chương trình Đánh Thức Đam Mê thì mình ta cũng muốn có một cái gì đó giống như trong cái sự nghiệp của mình, để cho mình quay lại với cái đam mê của mình ở cái thời điểm mà Quỳnh Thật vừa bắt đầu học đại học, đó là dòng nhạc dân ca, giống như là một cái kỷ niệm trong đời của Quỳnh Thật. Nên là Quỳnh Thật cảm giác rất là hào hứng và rất là thích. Và hôm nay thì với phần chào sân của anh Quỳnh Thật như thế, không biết là anh Vinh đã vừa lòng chưa ạ? Vừa lòng mà cũng chưa vừa lòng. Bây giờ mình nói vừa lòng trước. Thực ra thì đây là phiên bản tình quê. Trước cái chữ quê nó có chữ tình. Tình quê thì phải chân tình, thì thật là có. Thật không phải chân tình mà hiền lành giống anh nữa, càng tốt, thật sự. Trở lại với bài hát Đàn Xá Hậu Giang của nhạc sĩ Trần Long Ẩn à. Khi mà nhìn cái bức tranh ở trên sân khấu, nó như là một bức tranh quê vậy á. Nó có những cánh diều, nó có sự bình an, và nó có sự yêu quê hương ruộng đồng, và cùng đàn sáo bay về để xây cho đất nước này ấm no. Đó là thông điệp của bài hát, và sân khấu đã dàn dựng được cái không gian đó quá hay. Nhưng mà vừa rồi nếu mà để ý cái nhạc giữa thì Huỳnh Thật khi mà quay về cánh đồng á, thì Huỳnh Thật không biết làm gì, hơi lơ ngơ một chút, thì có một cô gái cố tới, cô đưa cho bó lúa, và từ đó đẩy Huỳnh vào một cái chỗ để Huỳnh bung lên. Anh gọi là cái thời điểm vàng á, anh đang đợi cái thời điểm đó. Còn bây giờ là có bạc rồi, thì hy vọng là Huỳnh Thật sẽ làm được nhiều hơn ở cái vòng sau. Dạ, anh làm rồi. Giờ chờ anh làm thôi nha, anh Huỳnh Thật nhé. Văn Hương, sở hữu chất giọng buồn cùng phong cách mộc mạc chân chất, Văn Hương đã tạo được nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Và ngay bây giờ, dấu ấn ấy sẽ tiếp tục ghi đậm hơn với hành trình mới tại Đánh Thức Đam Mê phiên bản tình quê.
Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nam ca sĩ đã từng được quý vị khán giả biết đến qua ngôi vị á quân của cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca năm 2016. Và anh ấy gần đây nhất cũng đã mang tới một loạt 13 ca khúc về các tỉnh miền Tây. Và ngày hôm nay, trên sân khấu của Đánh thức đam mê, Văn Hương sẽ cùng mang đến cho chúng ta liên khúc Ba Miền. Xin mời! Xa xôi quê hương tôi đây, tiếng vọng khắp nơi, tình quê gọi mời, ngọt ngào chan chứa bao lời, ước hẹn ngày mai, niềm vui vang khắp đó đây. Tôi yêu quê tôi, đồng lúa xanh xanh. Tôi yêu quê tôi, lùi tre mong manh. Trai làng thật thà, gái quê hữu duyên mặn mà, đậm đà tình quê, nồng nàn ôi thiết tha. Ơi, miền Bắc tôi ơi, bốn mùa đông đầy, miền Bắc tôi đây, ruộng đồng hương cày. Mùa hạ nắng đẹp trên quê hương, mùa thu lá vàng bao yêu thương, mùa đông lạnh giá, xuân về hoa đào đón chào. Ơi, miền Bắc tôi ơi, thương nhớ vơi đầy, miền Bắc tôi đây, cách xa bao ngày, nghe câu quan họ ngọt làm sao, ai về như người lời tình trao, quê hương tôi đó, miền Bắc dấu yêu tuyệt vời. Đến miền Trung nhớ ghé thăm đây Bình Thuận, mùi né biên xanh Phan Thiết quê hương đậm tình, đi ngang dùng Ninh Thuận Phan Rang, Khánh Hòa thương nhớ đẹp lắm biển Nha Trang, muốn đến Quy Nhơn Bình Định ghé thăm Tuy Hòa, người dân hiền hòa như tên gọi đất Phú Yên, qua bao đèo cao Quảng Ngãi phố Tam Kỳ, đồng xanh bát ngát như khúc nhạc lòng miền Trung. Ơi miền Trung tôi ơi, đôi núi chấp trùng, miền Trung tôi đây, nắng dài mưa dầm, có hàng thủy dương biên nước xanh trong, có người em nhỏ đêm đợi ngày mong. Miền Trung tôi ơi, sưởi ấm lữ khách giang hồ, nét đẹp muôn đời, miền Trung dấu yêu. Qua Đà Nẵng ghé ngang thăm Hội An, phố cổ nơi đây di tích qua bao nhiêu đời, dòng thu bồn Cù Lao chạm biển mặn, Quảng Nam quê mình chan chứa đẹp tình quê. Qua đèo Hải Vân đến Huế mộng mơ, sông nước Hương Giang vẫn lâu đẹp muôn thuở, xa Huế rồi Quảng Trị lòng vương vấn, Quảng Bình Nghệ An Thanh Hóa ơi tuyệt vời. Đến đây rồi lữ khách lòng vương vấn, miền Trung tôi ơi dấu yêu tuyệt vời.
Đất miền Tây cây lành trái ngọt, người miền Tây chất phác dễ thương. Giọng họ điệu lý quê hương, phù sa chinh nhân. Phù sa chinh nhân mắt rồng cừu long. Đến quê tôi một lần, lòng luôn nhớ mãi. Nhớ bến sông quê, nhớ hàng cao, bờ đê lũy tre. Nhớ bà mẹ quê sớm chiều qua, đưa khách sang đò. Nhớ tóc ai dài mướt mà, thương áo bà ba. Ai đến nơi đây xa rồi, lòng luôn nhớ mãi. Nhớ khói sương lam mà nhà tranh, dạch lá cuộc xiêu. Nhớ người miền Tây gian nan, mưa nắng hai mùa. Nhớ canh rau muống bữa cơm chiều, tô cà dầm tương. Đây miền Tây, nỗi nhớ đông đầy. Về miền Tây, cây trái xum xuê, hoa bến tre, rừng dừa đồng khơi, Long An đầu miền, sông nước Tiền Giang, qua An Giang, Châu Đốc quê mình, về Hậu Giang, tình đất phù sa, qua Vĩnh Long, xuôi về Đồng Tháp, mênh mông sông nước, tháp mười hương sen. Ai xuống Kiên Giang Hà Tiên, quê tôi đẹp lắm. Tôm cá bạc vàng, rừng tràm, đất mũi Cà Mau. Xuôi về Trà Vinh nhớ viếng thăm, chùa Thiên chùa Tháp. Ghé bến Ninh Kiều thăm lại, người em nhỏ Cần Thơ. Đi đến Sóc Trăng nghe miên man, Bạc Liêu thương nhớ. Nghe sao mượt mà đậm đà, bà giả cố hoài lang. Đàn rau sáo câu ngọt ngào, tình quê chan chứa. Như người miền Tây hiền lương, chất phác thiệt tha. Đàn rau sáo câu ngọt ngào, tình quê chan chứa. Như người miền Tây hiền lương, chất phác thiệt tha. Quê hương ba miền ngọt ngào như khúc dân ca, đậm đà yêu mến quê ta ơi, núi non sông rồng biên dài. Quê hương ba miền chung một lời yêu tha thiết, xa rồi lòng báo gia diễn ơi, mến sao hai tiếng Việt Nam. Quê hương ba miền ngọt ngào như khúc dân ca, đậm đà yêu mến quê ta ơi, núi non sông rồng biên dài. Quê hương ba miền chung một lời yêu tha thiết, xa rồi lòng báo gia diễn ơi, mến sao hai tiếng Việt Nam.
Biên khúc Ba Miền vừa rồi á là một bài hát viết về miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nhưng mà nhạc sĩ Sơn Hà đã viết thêm một đoạn cho miền Tây để cho Văn Hương mang tới đánh thức đam mê ngày hôm nay. Anh Mạnh Quỳnh, anh thấy thế nào? Em mời anh. Anh rất là thích cái tiết mục này. Anh xin chúc mừng Văn Hương. Anh chỉ tiếc xíu là có những đoạn, ví dụ em ca nó vẫn còn mix giữa lại Huế, Trung với lại Nam, nó còn bị lẫn lộn á. Nhưng mà cái đó có thể tha thứ được, tại vì nó rất là khó hát trong cái một cái liên khúc như thế này. Trừ qua tới cái miền Nam trở đi thì lúc đó anh mới thấy chính là em. Nhìn chung là anh nhìn cái mặt em và anh thấy cảm tình liền lập tức, không hiểu tại sao. Cái mặt nó hiền mà cái nó có một cái nét gì đó nó rất là nhẹ nhàng, dễ thương lắm. Quỳnh ơi. Dạ. Thường là người ta thích cái gì mà người ta không có lắm. Ý chà. Dạ, thật sự ra thì anh Minh Quỳnh là một thần tượng của Văn Hương từ lúc mà còn nhỏ xíu kìa. Hôm nay rất là hạnh phúc và rất là vui vì được anh Minh Quỳnh nhận xét. Em cảm ơn anh Minh Quỳnh rất là nhiều ạ. Văn Hương á thì đúng như là Mạnh Quỳnh có nói, nếu mà nhìn vô một cái đúng chất miền Tây, chân thành, chân tình và chất phác. Khuôn mặt là rất là dễ có thiện cảm, đặc biệt là khi mình đi trình diễn với bà con. Giọng hát của em, anh nghĩ nha, nó vẫn là một cái tiềm năng á. Nếu mà khai phá đánh thức tiếp á thì em sẽ phát huy rất là nhiều. Em còn nhát một chút sân khấu, mình có cái chất liệu rồi á thì mình có thể khai phá được. Thì cái vùng đất này có thể trồng nhiều cái cây tốt nữa và chăm bón kỹ một chút nữa là sẽ ăn quả rất là ngon. Thứ nhất là anh rất là khen đây là cái hình thức sân khấu hóa rất là khéo léo, bằng cách là đưa ngôn ngữ múa vô và sân khấu hóa đi qua các vùng, thay đổi phục trang, thay đổi cái phần âm nhạc. Và em cũng mặc một chiếc áo dài, anh nghĩ là hợp lý. Thứ nhất là nó có cách điệu ở trên chiếc áo dài, nếu mà để ý kỹ nó có khăn rằn á vắt qua một bên á, và họa tiết là họa tiết sen thì nó cùng với sân khấu. Hai cái họa tiết này thì nhắc về miền nào cũng ăn vô được hết, đó là rất là khéo léo, cái đó phải phát huy đó. Cái mà em cần phải học tập tiếp này, thứ nhất là lúc mà em cầm cái quạt ra đó, nó rất là phí. Anh cảm giác em không phải là diễn với quạt mà em nắm quạt không à. Và cái tay bên này gần như anh không hiểu là tại sao lại mang cái quạt ra. Như thế thì chúng ta phải có vài động tác làm chung với vũ đoàn, hay là chúng ta phải diễn cái uyển chuyển gì đó. Nếu mà chúng ta chỉ nắm một cái quạt nó như một cái cây á thì có nghĩa là cái quạt nó không có tác dụng. Nhắc với em là khi mà chúng ta mang một cái đạo cụ lên, những cái áo anh nói á, nó phải có ý. Và cái quạt cũng vậy, cái điều đó nhỏ thôi nhưng mà anh hy vọng là tập sau em sẽ phát huy cùng với giọng hát chân thành mộc mạc, phát huy lên nha. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn ạ. Nhưng mà thưa chị Đông Đào ạ, với cái sự thoải mái gần gũi đó của thí sinh Văn Hương, không biết là ở những vòng sau anh ấy nên tiếp tục với cái cách chọn bài như hôm nay hay là sẽ phải sáng tạo như thế nào nữa? Bởi vì nếu mà chọn những bài sở trường quá thì không còn gì phải nói đúng không thưa chị? Chào Văn Hương, thực ra thì chị cũng lần đầu tiên xem em hát và nghe em hát. Chị có vài ý kiến chung như thế này thôi. Cái thứ nhất, chị nghĩ rằng là em hát cũng chưa hết thẳng cái giọng của em đâu. Với cái bài hát này chị nghĩ nếu em lên nửa tông nữa thì nó sẽ đẩy được cái nội lực của mình lên, cái giọng hát của mình nó sáng hơn nữa. Bởi vì em biết nhạc quê hương mà ca ngợi quê hương đất nước đó, nó cần cái độ sáng, em đừng có ngại. Và trong cái tiết mục hôm nay em vẫn còn giữ cái một khoảng cách quá an toàn, cho nên cái đoạn ao á nó chưa có thỏa mãn được cái niềm mong muốn của chị. Nhưng mà đây là mới cái tập đầu cho nên là chị nghĩ rằng đây là những ý kiến rất là bổ ích để cho những cái tập sau á em kết hợp lại, em có thể tự tin để đẩy giọng hát mình lên. Cái thứ hai nữa, ví dụ chị nói bài hát này là Ba Miền, tại sao em không có pha một chút hài hước vô mình? Ví dụ như tới cái vùng miền miền Trung em pha một vài từ nào đó của địa phương chẳng hạn, miền Tây Nam Bộ em pha một vài từ, nó sẽ làm cho người ta có một cái gì đó thú vị ở đặc trưng từng vùng miền. Ngày xưa có một cái bài của chú Thanh Sơn, bài Hành Trình Đến Đất Phù Sa chẳng hạn, quýt cây bè nổi tiếng ngọt ngay, ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây. Ví dụ đặc trưng như vậy. Còn lại thì một bức tranh rất là đẹp. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn Văn Hương nha, hôm nay mang tới một bài dự thi phải nói là làm cho mọi người cảm thấy rất là thoải mái đúng không ạ? Ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng và gần gũi với bài dự thi của bạn.